Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền thụ động Nguyên MMP. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái kèo mà chúng ta sẽ nhận được trong 24 giờ các bạn nhé. Đấy là cái kèo chúng ta nhận cái đồng TKX. Cái TKX mà mình sắp giới thiệu để chúng ta cùng kiếm một cách free. Đấy là nó đã có trên sàn Android, tuy nhiên là nó chưa mở list, các bạn chưa mở trade đây các bạn nhé. Thì cuối tháng này, tức là đầu tháng sau là 1 tháng 10 ấy, bắt đầu là nó sẽ xuất hiện trên sàn Android. Đấy. Thế thì chúng ta tìm hiểu một chút về cái dự án mà chúng ta sắp làm sau đây nhé. Đấy. Thì chào mừng các bạn đến với ngân hàng XIXO Bank, Xbank. Đấy. Đây là một chương trình Europe khổng lồ chưa từng có trước đây, tiền thưởng lên đến 100 triệu TKX và 100.000 XBA. Khả năng cái đồng XBA này sẽ rất là giá trị đấy các bạn này, tương đương với 500.000 đô. Đấy, chương trình Europe này là chào mừng việc niêm yết TKX lên sàn năm rồi, rất là ngon, ngày 30 tháng 9 đấy. 30 tháng 9 hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Còn 4-5 ngày nữa thôi. Đấy. Điều kiện tham dự chương trình, bạn cần thực hiện các thao tác hướng dẫn sau đây. Đấy, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu các bạn chi tiết các cái bước hướng dẫn này nhá. Rồi, vui lòng này, đấy, rất tuyệt vời cái trang web của nó đây này các bạn này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái trang web này, mình cũng mở cái trang web XO System này các bạn nhé, hệ sinh thái. Đây là một đồng của Việt Nam các bạn nhé, cho nên là các bạn cũng cứ thân thiện kiếm cái đồng này đi. Mình thấy nó rất là mạnh đấy, nó có chợ thi công này, có short này, Xlink này, hay này, XTV nữa này, Xwallet này, ví này, xây dựng này, còn Xbank nữa này. Mình đang làm cái Xbank này các bạn nhé. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Mình thấy dự án này quá ngon đấy. Đây các bạn ạ, các bạn có thể dùng TKX để các bạn mua TV được các bạn này. Đấy, nó đứng ngang hàng với lại Việt Nam đồng USDT đây này. Đây nữa này, mua được cả tủ lạnh nữa nhá. Đấy, mua TV, mua tủ lạnh đang hoang. Đấy, sau này là mình dùng TKX để mình mua những cái thứ đồ đắt tiền này đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Các bạn sẽ vào đường link ở dưới mô tả. Sau đấy là chúng ta sẽ chat với bot bằng cách là chúng ta chọn start. Các kèo của Telegram thì các bạn lưu ý này, rất nhiều kèo nó sẽ lâu trả, thế nhưng mà riêng cái kèo này nó sẽ trả trong 24 giờ. Có kèo này và kèo đồng 2 rất là uy tín đấy các bạn ạ. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ như này các bạn nhá. Rồi, các bạn vào đến đây rồi các bạn có thể dịch những cái nội dung này ra này để các bạn đọc thêm nhá. Rồi, để thực hiện cái kèo này thì chúng ta start và sau đấy chúng ta sẽ join ớt các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở các cái kênh tiếng Anh tiếng Việt này này. Đấy, chúng ta sẽ join vào đây này. Đấy, nó có mini game này. Đấy, chương trình này là cái đồng này là đồng của Việt Nam, nhưng các bạn yên tâm, mình thấy rất là ngon các bạn nhé. Tiếng Việt này. Đấy, chúng ta sẽ join vào đây này, rất là ngon, cái đồng này cực kỳ ngon đấy. Trên sàn Android cũng là sàn Việt. Thôi, trước mắt thì mình cứ free thì mình cứ chén thôi anh em ạ. Chúng ta join hết vào đây nhá anh em nhá. Các bạn làm trên điện thoại thì có thể là mình sẽ giới thiệu sau. Rồi, ok, chúng ta sẽ join vào đây này. Tất cả những cái mục này xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện confirm như các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ gõ cái email các bạn vào. Ở cái bước này mình thấy như này này, nếu mà gõ email vào mà nó không vào thì bạn bấm trực tiếp vào cái chữ email này rồi bạn gõ nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn cài đặt ví. Đấy, cài đặt ví này. Phần cài đặt ví này thì các bạn cần phải lấy này địa chỉ ví BEP20 này, Binance Smart Chain này, này, tức là các bạn có thể lấy lên metamask hoặc Trust Wallet nha các bạn nhá. Các bạn làm trên máy tính thì thuận tiện nhất là các bạn nên lấy trên metamask, còn các bạn làm trên điện thoại thì có thể là lấy trên Trust Wallet cũng được, nhưng mà mình thấy lấy trên metamask là ngon nhất. Đấy, bạn copy cái Binance Smart Chain ở trên này này. Đấy, sau đấy bạn sang đây bạn dán vào. Đấy, enter. Sau khi gửi ví xong thì chúng ta lại ấn confirm lần nữa các bạn nhé. Đó, congrats này, chúc mừng bạn này. Bạn đã nhận được là 1.000 này TKX này. Bạn có thể kiếm thêm một XBA nữa này, kiếm thêm một XBA nữa thì chúng ta sẽ kiếm thêm thôi, đừng có để lãng phí các bạn ạ. Free thì phải kiếm bằng hết thì thôi các bạn ạ. Vào Twitter này. Đấy, Twitter là chúng ta sẽ kích vào cái đường link này này. Pinbot Twitter này. Đấy, mình sẽ để cái đoạn này ở dưới mô tả nhá. Ở trên máy tính thì mấy cái món này dễ lắm, nhưng mà ở trên điện thoại thì khả năng là nó sẽ loằng ngoằng một tí. Đấy, bạn thả tim này, bạn trích dẫn này, bấm vào cái bút trích dẫn này, paste cái trích dẫn này vào này. Bạn có thể nói thêm một vài điều gì đấy, nhưng mà thôi điều đấy thì có tốt không có cũng chẳng sao này. Đăng tweet này, bấm vào xem nhá. Input Twitter ID này, rồi do ID này, phần do ID này thì như này, trên máy tính thì lấy thì quá đơn giản rồi. Đấy, chúng ta bấm vào hồ sơ này, đấy, bấm vào copy cái link này là xong này, đấy, trích dẫn này ID này, đây là trích dẫn là ID, xong ok của Nguyên MMP xong đó. Twitter xong rồi đúng không ạ? Chuyển sang Facebook này. Facebook thì chúng ta sẽ vào cái trang này này, rồi bấm follow này, đấy, mua khuyến mại này, rồi các cái trang này, rồi share comment, share bài viết, này, copy cái hashtag này nữa nhá, share bài viết comment, rồi share bài viết, chúng ta share bài viết này, share cả bài viết khuyến mại mua MBA này, đấy, XOXO này, Europe đây, Europe đây, đấy, chương trình Europe đây, share, thích này, share này, rồi quá ngon là chia sẻ ngay công khai, chia sẻ đến bảng tin, này, đấy, phết cái này vào các bạn nhé, đấy, phết cái này vào, đăng này, dạng công khai nhá, công khai đây này, đấy, đăng lên công khai rồi, ngon rồi, xong rồi. Đấy, tiếp theo này, paste cái ID vào đúng không? Paste ID vào, đấy, nó làm như này thì nhiệm vụ như này đây. Paste ID bạn cứ bấm vào người của mình thôi, bấm vào hình người trong copy cái này vào thôi. Đấy, máy tính dễ lắm, bạn nào làm trên máy tính thì quá ngon. Twitter này xong này, wallet, có cần không nhỉ? Còn phim phát xem thử nào nữa. Chúc mừng bạn là thành công này, bạn có hai, ôi ngon, quá ngon mà có nguy hiểm luôn. Các bạn có thể là nhận được thêm 200k TKX khi các bạn chia sẻ cho bạn bè. Rồi ok, link của mình ở đây, mình xin gửi các bạn, xong là các bạn cũng chiến đấu, mình cũng lấy link từ người khác thôi, chứ mình cũng không để ra được link, cho nên là chúng ta cùng chiến đấu các bạn nhé. Rồi mình gửi tới các bạn cái phần trên máy tính trước, còn phần ở trên điện thoại thì có thể nếu mà bạn nào thắc mắc thì để mình sẽ làm một cái video khác, được không các bạn? Rồi video hôm nay thì mình xin dừng tại đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công kiếm được thật nhiều TKX. Và TKX này thì sắp lên sàn 5ROI và vèo một cái là chúng ta có mấy chục đô ngay các bạn nhé.